Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 27 tháng 5 trên kênh VTV Tiên và dự báo thời tiết cho 3 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, trong ngày hôm nay, mưa ở các khu vực có xu hướng giảm, nắng đã diễn ra trên diện rộng. Tuy nhiên, về chiều và tối mai, mưa vừa mưa to sẽ gia tăng trở lại và ảnh hưởng ở nhiều khu vực, đặc biệt là các khu vực Bắc Bộ. Đáng lưu ý ở các khu vực vùng núi cao như Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn và một số khu vực lân cận sẽ xảy ra mưa to đến rất to. Trạng thái mưa dông rải rác về trưa chiều ở khu vực này sẽ liên tục lặp lại và duy trì trong nhiều ngày tới. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do chịu ảnh hưởng bởi gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh, trạng thái mưa dông rải rác về trưa chiều sẽ thường xuyên diễn ra ở khu vực này và kéo dài trong nhiều ngày tới từ nay đến ngày 1 tháng 6. Đề phòng có khả năng xảy ra dông lốc và gió giật mạnh. Thưa quý vị và các bạn, dự báo trong đêm nay và ngày mai, mưa ở miền Bắc sẽ giảm, mưa vừa có nơi mưa to, chỉ tập trung nhiều ở khu vực vùng núi và trung du. Sang đến ngày mai, nhiều thời điểm trong ngày ở miền Bắc trời có nắng nhẹ, nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở Bắc Bộ sẽ tăng lên mức từ 29 đến 32 độ. Lưu ý, đến tối và đêm mai trở đi, rãnh áp thấp di chuyển xuống nước ta, miền Bắc sẽ lại tái xuất hiện những cơn mưa vừa mưa to trên diện rộng và dự báo đợt mưa lớn diện rộng lần này sẽ còn kéo dài liên tục từ nay cho đến đầu tháng 6. Lui xuống miền Trung, trong đêm nay cả miền Trung chỉ còn mưa ở một vài nơi. Sang ngày mai, Trung Bộ trời nắng mạnh từ sớm, nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở hầu khắp các tỉnh thành phố miền Trung, vùng từ Thanh Hóa trở vào cho đến Bình Thuận đều tăng lên ngưỡng từ 33 đến 35 độ. Trở xuống phía Nam là cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong ngày mai vẫn duy trì trời nắng gián đoạn, nhiệt độ trong ngày mai ở khu vực vùng cao Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có xu hướng giảm nhẹ, cao nhất trong ngày mai ở Tây Nguyên hạ xuống còn từ 28 đến 30 độ, còn ở Nam Bộ chỉ còn từ 31 đến 33 độ. Đến chiều và tối mai cả hai khu vực này lại có mưa dông. Chỉ sang thời tiết trên biển, ở khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông, các huyện đảo Hoàng Sa, Trường Sa đều có mưa rào và dông ở mức rải rác. Ngoài ra, ở khu vực phía nam của Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau còn có gió Tây Nam mạnh ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.